Bệnh viện dã chiến số 6 và số 8 là hai nơi để thí điểm mô hình mới ATM F0. Và đây là công văn mà bệnh viện dã chiến số 8 vừa mới gửi đến các bệnh nhân F0 tại bệnh viện để thông tin về chương trình. Hỗ trợ nhân viên y tế chúng tôi trong công tác đi lấy mạch nhiệt độ huyết áp cho bệnh nhân. Hỗ trợ chúng tôi trong công tác là đưa các nhu yếu phẩm cho bệnh nhân được điều trị tại đây. Và một số bạn tình nguyện viên là nhận nhiệm vụ, tự nguyện nhận nhiệm vụ vào trong các khu hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực để chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân. Các bạn F0 sau khi khỏi bệnh sẽ là những người chuyên gia tâm lý cho chúng tôi khi tiếp cận các F0 mới mắc. Thấu hiểu sự quá tải của hàng ngàn công việc khi chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID của ngành y tế, khi cả bác sĩ, điều dưỡng ở các bệnh viện dã chiến, trung bình một nhân viên y tế phải điều trị cho gần 100 bệnh nhân. Thế nhưng ngoài công việc chuyên môn, đội ngũ này phải thực hiện nhiều công việc không tên khác như dọn dẹp vệ sinh, thay tã, giao cơm, giao nhu yếu phẩm, thay bình oxy. Vì thế, mô hình ATM F0 ra đời trong bối cảnh này sẽ chia sẻ phần nào nỗi vất vả, nhọc nhằn với các y bác sĩ khi chăm sóc các ca bệnh. Với mức hỗ trợ cho từng cái F0 là từ 6 triệu đến 8 triệu một tháng, và chúng tôi sẽ hỗ trợ theo tuần. Các cái kết quả mang đến nó khả quan thì chúng tôi có thể áp dụng trên tất cả các bệnh viện dã chiến. Sẽ đồng hành với lại Sở Y tế các bệnh viện cho đến khi cái dịch được hết. Chứ còn mong muốn mở rộng hơn nữa là các F0 sẽ hỗ trợ các F0 tại từng khu phố. Theo một nghiên cứu mới ở Anh, người đã từng nhiễm bệnh thì khả năng phơi nhiễm sẽ giảm trên 80% so với những người chưa mắc bệnh. Như vậy, khi nhân rộng mô hình này thì hy vọng ngày mà Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung một lần nữa chiến thắng dịch bệnh sẽ không còn xa.